Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Pháp Danh Thiền Lành. Mà con có nghe sư cô giảng thì con thì thường chạy xe từ 350 cây số, mà đi như vậy con niệm Phật, chú tâm vào niệm Phật và đi như vậy có đúng hay là có Phật có vào tâm của con không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ cô theo cấu tạo của tâm á, và cũng như theo Đức Phật dạy á, tâm của chúng ta một thời điểm chỉ hướng đến được một đối tượng mà thôi. Cho nên trong trường hợp mà chúng ta lái xe đường dài thì chúng ta nên áp dụng chánh niệm tỉnh giác với việc lái xe của mình. Và khi mà mình hết lái xe hoặc là nghỉ ngơi thì mình có thể niệm Phật. Lúc đó chúng ta sẽ áp dụng rằng là làm như Đức Phật làm. Đức Phật luôn luôn chánh niệm tỉnh giác với những gì mình đang làm. A Di Đà Phật. Con cảm ơn cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Mô Phật. Đầu tiên con xin kính chúc sức khỏe của cô và kính chúc đạo tràng một mùa tu tập khó tu Phật thất này thân tâm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa cô, con hôm nay cô tiến sĩ, cho nên con cũng có một lời thỉnh giáo ở cô. Con là Pháp Danh, con tên là Trần Thị Yên, Pháp Danh Nguyên Bình, quê ở Phú Yên. Dạ, con vào đây là tu Phật Tháp cũng được mười mấy khóa rồi. Và con cảm thấy mình học hỏi nó cũng đỡ lên chút, chứ cũng không có bao nhiêu. Và hôm nay gặp cô là một cái phước duyên. Cho nên là con xin thỉnh giáo cô là tu làm người á, thì con nghe các thầy á, là giữ năm giới cấm. Nhưng mà vừa rồi con nghe cô giảng từng trời ba ba con thích quá. Cho nên á, là con á, là cũng thọ thập thiện rồi. Nhưng mà con muốn nhờ cô chỉ giáo cho con á, là bây giờ là nói đúng ra làm người á, một đời người á, thì con cũng không giàu sang gì mấy. Nhưng mà đối với con là cũng một cái hạnh phúc và một cuộc sống là nó cũng tạm đủ. Và bây giờ là tu á, là con nghe các sư và các cô và các thầy nói á, là mình cũng phải hướng đi lên một chút, chứ không phải mãi cứ làm người miết hay sao. Và cảnh giới A-di-đà là cũng là một cái nguyện vọng. Nhưng mà cô, con mới nghe cô nói tầng trời ba ba là con quá thích. Cho nên con muốn nhờ cô là có một cái phương pháp nào và để chỉ cho chúng con được vào cảnh giới tầng trời thứ 33 ạ. Mô Phật. Thực ra Đức Phật dạy đó, chỉ cần chúng ta giữ được năm giới cấm thì chúng ta chắc chắn sẽ sanh lại được làm người. Đây là Đức Phật dạy, được chưa nào? Còn nếu chúng ta muốn sanh ở những cảnh giới tốt hơn, người nhưng mà cũng có nhiều loại, đúng không? Người hạnh phúc, người khổ đau, người tướng đẹp, người tướng xấu, đúng không? Nó tùy theo phước duyên của mỗi người nữa, chứ không phải người ai cũng giống ai. Thì nếu mà chúng ta muốn mà làm người mà sau này mà cũng có sung túc một chút và biết đạo, thì chúng ta còn phải giữ năm giới, tu tập và thực hành hạnh bố thí. Và nhớ là phải về chùa tu mới nhớ được pháp môn. Còn sau này trở thành tỷ phú nhưng mà vẫn đau khổ. Muốn không? Nếu mà cứ đi làm từ thiện mãi như vậy, nếu mà chúng ta cứ gieo nhân bố thí mãi như vậy mà không có tu tập á, thì sau này chúng ta sẽ sanh được làm người do chúng ta giữ giới và chúng ta có hạnh bố thí. Nhưng mà chúng ta không có biết chùa chiền thì chúng ta sẽ trở thành những tỷ phú nhưng mà không biết đạo là gì. Tỷ phú có đau khổ không? Có chứ. Vị này hỏi câu hỏi này cũng rất là dễ thương đó ạ. Bây giờ cực lạc không muốn về, muốn tới cõi trời 33 thôi. Nhưng mà vậy này quý vị. Rồi bây giờ muốn thì cô cũng chỉ được đây. Được không nào? Khi mà chúng ta đủ cái đức hạnh á,
tu giống như là hồi nãy giờ là cô đang hướng dẫn đến lộ trình tu tập đó. Bài pháp thoại hôm nay là hoàn toàn nói về lộ trình tu tập, từ một lúc phát tâm đi tu cho tới lúc mà mình đạt đến giác ngộ giải thoát. Thì một người mà đạt đến giác ngộ giải thoát đi theo hành trình này rồi đó là có đủ vé để đi hết tất cả các cảnh giới. Được chưa? Người mà đạt đến trạng thái giác ngộ giải thoát hoàn toàn rồi đó thì có khả năng, có đầy đủ khả năng đi hết tất cả các cảnh giới, muốn cảnh giới nào cũng có hết. Cũng ví như vậy, có một người làm đồ hũ, cái mới nói vậy nè, con chỉ có thích ăn cái bã đậu thôi, cho nên con có đậu nành rồi nhưng mà con chỉ có thích ăn cái bã đậu thôi. Cái đậu hũ nó làm cái đậu hũ nó sẽ có cái bã đậu đúng không? Lúc đó những vị mà làm đồ hũ đó, những vị mà biết rõ về cái công đoạn làm đồ hũ á, người ta sẽ nói là không, thực ra thì cái sản phẩm mà làm đồ hũ á, thì thực ra bã đậu nó là sản phẩm thứ yếu, phải không ạ? Nhưng mà chỉ cần chúng ta làm đồ hũ thôi, bã đậu tự nhiên có, được chưa? Chỉ cần chúng ta tu tập thôi. Mặc dù là chúng ta, lúc mà chúng ta làm đồ hũ, chúng ta đâu có để tâm đến cái việc lấy bã đậu, nhưng mà nó sẽ sanh ra cái bã đậu. Tại vì đồ hũ là tinh túy nhất, từ đậu nành rồi nó có cái sản phẩm thứ nhất là đồ hũ, sản phẩm thứ hai là bã đậu. Nhưng mà có người nói là không, con không thích đồ hũ, con chỉ thích bã đậu thôi. Cũng được, thì cứ làm đồ hũ đi. Được không ạ? Được không? Cứ làm đồ hũ đi. Rồi sao? Vừa có bã đậu vừa có đồ hũ, lúc đó chúng ta có đồ hũ rồi, chúng ta phát hiện ra rằng đồ hũ ngon hơn bã đậu nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có đôi lời là con hơi thắc mắc là sư giảng dùm cho con cái việc này. Nói chung là 6 năm nay gia đình nhà con là tụng kinh, nhưng mà thường thường là con tụng kinh là Pháp Hoa buổi sáng, còn buổi tối là tụi con tụng kinh A Di Đà, rồi cỡ 9 giờ thì con tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà mấy năm nay con có đi vô cái khóa tu này cũng được mười mấy khóa, nhưng mà con về là con cũng có tập tụng kinh như ở trên chùa Hồng Pháp này, nhưng mà thời gian là con này ngưng đi, thành là con tụng những cái phẩm kia kinh đó thôi. Thì sư giảng cho con thử là có nên hay là nên phải tụng kinh là A Di Đà thôi hả sư? Chắc câu hỏi này thì chắc là cũng có nhiều vị Phật tử thắc mắc đúng không ạ? Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để hiểu lời Phật dạy, an định tâm. Và mỗi bài kinh đều nó có những công năng riêng biệt. Cái này là tại vì quý vị là người chuyên tu rồi, cho nên cô nói thật. Ở trong chùa, quý thầy cô tụng kinh để làm gì? Tụng kinh mục đích đầu tiên đó là hiểu lời Phật dạy để hành trì. Cái thứ hai là tại vì chúng ta tụng kinh, tâm chúng ta chỉ chú trọng tới kinh, cho nên tâm không có cơ hội đi quấy phá bên ngoài. Cho nên kinh bây giờ đang trở thành đề mục của tu tập. Được chưa? Yeah. Mỗi bài kinh nó đều có những công dụng nhất định. Ở trong chùa đó thì quý thầy cô thường hay trì tụng kinh Pháp Hoa. Ngoài cái mục đích là để hiểu được lời Phật dạy, ngoài cái mục đích là để an định tâm, một thời kinh đó mình không có suy nghĩ tầm bậy, thì có thêm một cái mục đích của kinh Pháp Hoa nữa đó. Nó có cái công năng á, là làm cho từ trường nơi mình đang sống đó thịnh vượng, gọi là hộ trì. Còn kinh Địa Tạng á, thì nói về công hạnh của vị Địa Tạng, làm cho chúng ta tụng cái bài kinh đó thì những cái chúng sanh ở những cảnh giới chúng ta không thể thấy, có thể nếu vị ấy tình cờ nghe được bài kinh đó, vị ấy cũng sanh tâm hoan hỷ mà không còn chấp trước để được đi tái sanh. Mô Phật.
Con xin phép với sư là bắt đầu từ đây về là con phải cố gắng tụng kinh như ở trên đây các thầy dặn con. Anh Nguyễn Phước Minh nha, nhớ nha, về vợ chồng mình cố gắng phải tụng cái kinh này nha anh nha, và các cháu nha. Cho nên Phật tử của chúng ta cũng nên áp dụng như vậy, tụng kinh là với là mục đích là như vậy, để cho cái công năng á, cũng như cái lợi ích nó có. Bây giờ chúng ta thêm một câu nữa thôi nha. Dạ, A Di Đà Phật, con kính bạch sư. Dạ, pháp danh của con là An Đào, con có một thắc mắc muốn sư giải quyết cho con. Tại một đời này con muốn giải quyết sinh tử luân hồi, con không muốn trôi nổi nữa. Cho nên là lúc con nghe mấy pháp thoại của sư khác nói á, là lúc nào mình cũng phải nghĩ Phật, nhớ Phật. Còn khuyên mọi người là nên đeo máy nghe Phật. Như lúc nãy mà sư giảng á, là nói mình phải an trụ. Cái lúc mà mình đi thì mình biết đi, mình nghĩ tới đi thôi. Lái xe thì nghĩ tới lái xe thôi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp con lái xe, ví dụ con gặp tai nạn mà con cứ nhớ cái việc lái xe mà con không nhớ Phật, vậy cho con hỏi con có được giảng sanh không? Con kính bạch sư ạ. Một câu hỏi rất là hay. Một câu hỏi rất là hay và rất là thực tế. Để cho chúng ta suy niệm. Nếu mình đang lái xe hoặc là mình đang làm gì đó, tâm mình phải chánh niệm tỉnh giác với những gì mình đang làm, đó là những gì Đức Phật dạy. Còn nếu mà chúng ta thực ra là áp dụng như vậy nó cũng hơi bị cực đoan á, là tại vì nếu mà chúng ta đang lái xe mà chúng ta chỉ nghĩ nhớ đến Phật thôi thì lái xe như vậy rất là nguy hiểm. Đúng không ạ? Tại tâm của chúng ta chỉ suy nghĩ được về một điều mà chúng ta lại nghĩ nhớ đến danh hiệu niệm Phật. Lúc đó là chúng ta đang chấp thủ vào cái danh hiệu Phật, chứ không phải là làm những gì Phật làm. Cho nên ở đây chúng ta nên áp dụng như vậy. Chúng ta nên chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là để tâm, dụng tâm với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chánh niệm là phải cái việc đó nghĩ nhớ nhưng mà phải chân chánh, là gắn tâm chúng ta với hiện tại. Khi chúng ta không có việc gì làm thì hãy áp dụng pháp môn trì danh niệm Phật. Cái đó là trì danh niệm Phật thôi, một phần của pháp môn tu. Trì danh niệm Phật chỉ là một phần trong pháp môn tu niệm Phật. Còn cái niệm Phật mà Đức Phật dạy ở đây 24 giờ là chúng ta phải áp dụng như vậy. Chúng ta không thể nào đang nấu ăn mà chúng ta chỉ nghĩ nhớ đến danh hiệu niệm Phật rồi đồ nó cháy thì làm sao? Phải không? Mà chúng ta phải an trú tâm vào cái việc nấu ăn đó, chúng ta sẽ trụ tâm vào cái việc nấu ăn đó với chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ tạo ra những món ăn đầy chánh niệm và tỉnh giác. Người ăn vào sức khỏe được dồi dào. Đúng không nào? Và ngủ cũng vậy. Còn cái việc mà mình đang lái xe như vậy, mình chánh niệm tỉnh giác như vậy, nhưng mà lái xe tai nạn nó vẫn xảy ra, thì thực ra tỷ lệ nó rất là ít. Và nếu như mà nó xảy ra thì cũng không sao cả. Vốn liếng của chúng ta đã có ở những khóa tu này rồi, mỗi ngày chúng ta đều tắm gội. Mỗi ngày chúng ta có thời gian rảnh, chúng ta đều ngồi để niệm Phật, chúng ta đều sống như Phật, ăn như Phật ăn, ngủ như Phật ngủ, nói như Phật nói, thở như Đức Phật thở. Thì mỗi ngày như vậy, mặc dù có thể là nghiệp duyên kiếp trước của chúng ta còn, cho nên hôm nay chúng ta phải xả báo thân bằng một cái tai nạn như vậy, nhưng không sao cả, vốn liếng của chúng ta còn. Chúng ta sẽ đúng y chang quy luật tự nhiên, là mỗi ngày đều nghĩ nhớ đến Phật, mỗi ngày đều làm như những gì Phật làm, thì chắc chắn chúng ta sẽ về cõi Phật thôi.